cậu bé đang định bơi lên hồ bơi thì lại bị cô bé kéo lại xuống hồ, sau đó còn dìm cậu bé xuống nước. Thấy cậu bé đã sắp không thở được nữa, nhưng cô bé vẫn chưa chịu dừng tay. Hóa ra lúc nãy cậu bé kia đã lấy súng nước ra bắt nạt cô bé, hơn nữa còn vừa bắn súng vừa mắng cô bé không có mẹ, còn tìm một bà cô giả làm mẹ cậu cơ à, cậu không thấy xấu hổ sao? Câu nói này đã sát vào nỗi đau của cô bé. Cô bé tức giận lập tức đi bắt cậu bé lại. Cậu bé thấy thế vội vã nhảy xuống hồ bơi, còn cùng với những người bạn cùng nhau bắt nạt cô bé. Đừng có cho cậu ta qua đây. Cuối cùng cô bé không thể nhịn thêm được nữa, bèn lặn xuống hồ bơi. Sau đó cố gắng bơi dần đến chỗ của cậu bé. Cậu bé thấy thế liền vội vã bơi đi, nhưng một giây trước khi cậu trèo được lên bờ, cô bé đột nhiên dìm cậu xuống trong lòng nước. Thấy cậu bé sắp không thở nổi nữa, những người bạn của cậu mới chạy đến cứu cậu lên. Con nhóc đáng ghét kia, có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào, có tin tôi tát cậu rụng răng luôn không? Ôn Nhược Nam, cậu đợi đó cho tôi. Càng quá đáng hơn là cậu bé kia lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, nói dối với mẹ rằng là do cô bé kia bắt nạt cậu trước. Mẹ của cậu bé cũng không phân rõ trắng đen, đã chỉ mặt cô bé mà mắng nhiếc, sao anh lại dạy ra đứa con vô văn hóa này thế? Cậu ta là đứa vô văn hóa, ai bảo cậu nói bậy, còn nói nữa tôi sẽ cho cậu biết tay. Chuyện khiến cô bé càng thêm thất vọng là ngay cả người bố duy nhất của cô bé cũng không tin cô bé. Bố kêu con hãy xin lỗi bạn Chí và cô đi, con có nghe thấy không? Thấy ba mình thế mà lại vì người ngoài mà nạt nộ mình. Cô bé vô cùng tủi thân, vì quá tức nên cô bé đã lén giấu một cái gậy trích điện. Nếu những người lớn đã thiên vị như vậy thì cô bé chỉ đành dùng cách của mình để bảo vệ bản thân. Mà cậu bé vừa bị cô bé dạy dỗ xong, cuối cùng cũng chưa nuốt được cục tức, thế là cậu ta lén lút lẻn vào phòng cô bé, còn giấu một con bạch tuộc vào trong chăn cô bé, nhưng nào ngờ lại bỏ nhầm vào chăn của mẹ kế cô bé. Mẹ kế sợ hãi liền hét toáng lên, những đứa trẻ bên ngoài nghe thấy tiếng liền rất phấn khích. Nhưng cậu ta vẫn thấy chưa đủ, lại còn nhân lúc cô bé đi mua sắm mà lén lút đi theo, sau đó còn nhân lúc họ không chú ý, tiếp tục bỏ thêm con bạch tuộc vào túi đồ của họ. Mẹ kế sợ đến nỗi mặt tái xanh, suýt nữa thì bệnh tim cũng tái phát luôn. Cô bé hiểu rõ đây là trò do bọn trẻ kia gây ra. Cô bé không thể nhịn thêm nữa, lập tức đuổi chạy theo đám trẻ kia, rất nhanh đã dồn được chúng đến chân tường. Cô bé lấy ra cây trích điện, cậu bé thấy thế liền sợ hãi khóc lóc, lúc nãy không phải chơi rất hăng hay sao, cười tươi đến nỗi không khép được miệng, xin lỗi mà tớ không dám nữa đâu. Hôm nay nếu không làm mấy cậu nhớ đời thì các cậu chắc không biết điều lại được đâu nhỉ. Ngay lúc cô bé chuẩn bị ra tay thì người mẹ kế cuối cùng cũng chạy đến, lập tức lấy lại cây trích điện trong tay cô bé. Con có biết đây là cái gì không? Con bị điên rồi sao? Đúng, cô bé đã phát điên luôn rồi. Cô bé muốn dùng cây trích điện trích hết lũ trẻ xấu xa. Cậu nói lại lần nữa xem nào, con đủ rồi đó. Nhân lúc mẹ kế đang dạy dỗ cô bé thì đám trẻ vội vã rút lui, nhìn cô bé không hiểu chuyện trước mắt, bà vô cùng đau đầu. Cái này có thể gây chết người đấy, ai bảo tụi nó gây chuyện trước? Có phải bình thường con cũng đều như thế này không? Đúng đấy, ai cho con sẽ liều mạng với người đó. Con là con gái đấy, nhưng ở trường học không có ai quan tâm con là nam hay nữ, người ta chia bè chia phái bắt nạt con, nếu con sợ rồi thì con phải luôn bị bắt nạt. Nhìn dáng vẻ của cô bé, mẹ kế liền mềm lòng, bà biết cô bé nhất định đã chịu rất nhiều ủy khuất, thế nên nói với cô bé sau này bị bắt nạt thì hãy nói với ba. Nào ngờ cô bé lại càng tủi thân hơn, từ sau khi cô bé mất mẹ thì ba của cô bé vẫn luôn rất bận rộn, không những không đi họp phụ huynh mà thậm chí mỗi tháng cũng không gặp nhau được mấy lần. Nhìn cô bé đáng thương trước mắt, mẹ kế vô cùng đau lòng, nói rằng sau này có vấn đề gì có thể đi tìm ba. Nhưng khi họ vừa quay về khách sạn thì đã bị cảnh sát cản đường. Hóa ra cậu bé kia vẫn chưa biết điều, vì muốn báo thù mà đi báo cảnh sát. Nhìn cô bé bị cảnh sát đưa đi, cậu ta liền cười đắc ý, nhưng cậu ta vẫn chưa thỏa mãn, lại còn đi mách lẻo với ba của cô bé, liên tiếp thêm dầu vào lửa, còn nói cho ông biết việc cô bé bị cảnh sát đưa đi. Người cha nghe xong lập tức rất giận dữ, tức tối đi đến tìm cô bé, vô duyên vô cớ bị cha mình chửi mắng xối xả. Cô bé vô cùng thất vọng, tâm trạng dồn nén bấy lâu cuối cùng đã dâng trào, ba còn muốn đánh con cơ à? Ba đánh đi, ba qua đây đánh con đi, đánh chết con luôn cũng được. Bây giờ ba còn quan tâm con, dựa vào cái gì mà ba quan tâm con chứ? Lúc trước ba đã ở đâu? Lúc con bị người ta bắt nạt ba đang làm gì? Con hoàn toàn không cần ba đâu. Nói xong cô bé liền quay đầu rời đi. Người cha thấy thế còn muốn đuổi theo, may mà mẹ kế đã kịp thời ngăn ông lại, vì để ngăn cho tình cảm cha con không bị rạn nứt, mẹ kế đã trở thành người hòa giải cho hai cha con. Nhưng người cha lúc này đã mất đi lý trí, ông tức giận mắng mỏ bà, cô muốn làm gì? Cô cứ ở một mình tới già đi, cô không xứng làm mẹ đâu.